Bác sĩ cho em hỏi, xạ trị ở vùng trung thất thì có ảnh hưởng đến dạ dày không ạ? Xạ trị ở vùng trung thất thì tôi có thể khẳng định là không ảnh hưởng đến dạ dày. Vì bây giờ đối với các cái máy tân tiến như cái máy của bên Hưng Việt, hiện nay là máy rất tân tiến, nó có thể chiếu xạ chính xác vào khối u luôn. Thành thử không có ảnh hưởng gì đến dạ dày hết. Vì dạ dày, khu vực dạ dày là nằm ở dưới ổ bụng, còn trung thất là nằm ở trên cơ hoành, là phần lồng ngực. Thành thử không ảnh hưởng gì đến dạ dày. Dạ vâng ạ. Kinh Fucoidan and Agaricus, sản phẩm hỗ trợ tăng cường sức khỏe cho bệnh nhân ung thư với thành phần chính là Fucoidan, chiết xuất từ tảo nâu Mozuku Nhật Bản, kết hợp với nấm Agaricus chứa hàm lượng beta glucan cao nhất, mang lại hiệu quả cao khi sử dụng. Nguồn nguyên liệu tự nhiên, an toàn, không nhiễm phóng xạ và kim loại nặng. Thành phần được chiết xuất tinh khiết, không lẫn các tạp chất, không chứa iốt, mang lại nhiều công dụng cho sức khỏe người bệnh như hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, trung hòa các gốc tự do, chống lão hóa cho cơ thể, đặc biệt hỗ trợ làm giảm tác dụng phụ của hóa chất độc hại. Kinh Fucoidan có dạng viên nang nhỏ gọn, dễ uống, bên trong chứa dạng bột hoạt chất tinh khiết, giúp hấp thu nhanh chóng và dễ dàng, đặc biệt rất an toàn, không tác dụng phụ. Kinh Fucoidan được sản xuất tại nhà máy Nhật Bản đạt chuẩn GMP, nhập khẩu nguyên hộp, có đầy đủ tem nhãn, giấy tờ chứng nhận. Đối tượng sử dụng kinh Fucoidan bao gồm người trưởng thành muốn tăng cường sức đề kháng, người đang tiếp cận các hóa chất độc hại. Kinh Fucoidan and Agaricus được Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại Việt Nam và phân phối độc quyền bởi Công ty Cổ phần Dược phẩm Sisina. Gọi ngay cho chúng tôi 1-800-0069, tổng đài miễn cước để được tư vấn trực tiếp. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.